Ngọc à. Đừng, anh đừng chạm vào người tôi. Hãy trả tất cả những thư từ tôi đã gửi cho anh, cũng như những gì lưu niệm trước đây anh đã trao cho tôi. Và xin anh đừng tìm tôi nữa làm gì. Tại sao lại có chuyện lạ lùng như thế? Anh làm điều gì mà em muốn tuyệt nghề giàu? Phải cho anh biết nguyên do chứ. Tại tôi muốn gì, không phải lỗi ở anh. Anh về đi đừng bén mảng tới đây. Nghĩa là em nhất quyết đoạn tình. Thôi được, cố phản bội chứ không phải tôi.